Mời bạn trai xuất hiện. Chào. Mời bạn ơi. Dạ, cao dữ nha. Cao mấy mấy bạn? Dạ em cao 1m7. 1m7 hả? Dạ. 7 cũng thường thôi, gì đâu mà cao dữ. Đây là gì? Em tên Tâm. Tâm. Dạ. Quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa. Thanh Hóa. Rồi bây giờ là bạn ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Làm nghề gì? Em là nhân viên lập trình. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rất là duyên dáng và xinh xắn. Dạ. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và các bạn. Chào em. Em tên gì? Em tên là Linh, năm nay 25 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Xinh như vậy mà nói chưa có bạn trai sao thấy hơi kỳ nha. Xinh thì là một phần thôi chị, có duyên hay không lại là phần khác nữa. Chị thấy vừa xinh vừa có duyên, sao không có bạn trai? Chắc tại là duyên chưa tới ạ. Trước đây đã từng có bạn trai rồi chứ? Dạ. Có rồi, cũng chia tay rồi ạ. Thế bây giờ em mong muốn người bạn trai trong tương lai của mình là người như thế nào? Đẹp trai, dáng cân đối, không hút thuốc, không có râu quai nón. Không có râu quai nón là quan trọng nhất đó, cái đó có không? Không có, bên này không có. Có hút thuốc không? Dạ không. Đẹp trai không? Dạ đẹp. Phải vậy mới được. Được bên đó là đẹp gái không mà hỏi tao đẹp trai không? Dễ thương là được rồi. Bây giờ chị hỏi cái nữa nè, em không thích gì ở người bạn trai mình? Không thích tính gia trưởng. Có gia trưởng không? Dạ không. Em thích bạn trai em phải biết nhậu. Biết nhậu, em nhậu được không? Dạ cũng tạm tạm. Mấy chai? Cũng 5-6 chai. 5-6 chai. Thôi Đức ơi, 5-6 chai là các chuyên tốt. Đó giờ tôi chưa thấy cô gì. Được. Tại sao lại thích bạn trai mình thích nhậu là sao kỳ vậy? Hai đứa đối ẩm. Cha này lạ, với sở trường này lạ. Ta thích bạn trai không thích nhậu thì tự nhiên thích bạn trai thích nhậu. Nhậu nó mới men liền anh ơi. Rồi đó là sở thích của bạn gái. Còn sở thích của bạn về người bạn đời của mình là gì? Phải có ngoại hình xinh xắn. Ngoại hình xinh xắn. Tính tình dịu dàng. Biết cách cư xử. Xinh xắn cỡ ai là được? Cỡ chị Cát Tường là được. Rồi. Cảm ơn em. Không thích bạn gái là điểm nào? Dạ em không thích bạn gái mà lười biếng. Lười biếng hoặc là ăn chơi đua đồ em không thích. Nói chung là về giao lưu này kia thì mình vẫn thoải mái bình thường. Nhưng mà cũng đừng quá đà đó em. Mà thích... bạn gái nhậu em có ngại gì không? Dạ không à. Tại vì em thì cũng hay liên hoan, cũng với bạn bè, đồng nghiệp thì vẫn uống, vẫn nhậu bình thường. Nhưng mà nhậu, giờ mình nhậu xỉn rồi, vợ nhậu xỉn rồi làm sao? Em chở cô ấy về. Em xỉn rồi sao em chở? Em bình thường là uống là đến một mức độ nhất định là em thấy vượt qua mức ngưỡng đó là em ngừng lại. Đồ của em là mấy chai? Khoảng 6-7 chai. 6-7 chai? Chà, hai người này nhậu ngon rồi nha. Sở thích của bạn trai là gì? Em thì thích chơi thể thao và ca hát, điện ảnh. Ca hát, điện ảnh. Có bao giờ vào đóng phim chưa? Dạ chưa, nhưng mà em thích đóng phim lắm. Thích đóng phim hả? Dạ. Rồi thích đóng vai gì? Theo bạn thì bạn hợp vai gì? Em thì chắc hợp với vai nào mà hào hoa lãng tử. Trời ơi. Tò mò quá. Tôi phải coi chàng trai này đào hoa lãng tử cỡ nào mà đòi vô vai. Trời ơi, tự tin quá. Bạn gái của tôi tự tin với chị. Tự tin quá làm chị tưởng đâu là bên đây là một bạch mã hoàng tử gì ghê gớm. Trời, người ta phong trần vậy, chê gì trời. Đẹp trai hơn tôi luôn à. Đâu đứng coi. Cũng được. Sao cũng được, quá được đi chứ. Cũng được thôi. Quá. Đóng vai trong phim phải đóng vai lãng tử mới được hả? Anh Nguyền Linh cả đời chưa có cái vai lãng tử nào kìa. Không, có thể là vai nào mà nói về những cái bạn trai mà lập nghiệp á, từ cái lúc mà gian khó đến cái lúc mà trưởng thành á. Vậy là vai chính rồi đó ông. Cuộc đời vai mà từ cái hồi gian khó đến trưởng thành là vai chính rồi đó. Đừng có ham đóng vai lãng tử, đóng vai như anh à, anh đóng hoa là vai lãng nhất không à. Rồi để anh coi thử bên kia làm sao mà. Rồi. Hello. Sao? Chào công chúa. Hello. Xin nè, tại sao tôi không hiểu, tại sao thích bạn trai là đi nhậu không hiểu luôn á. Nhậu về quậy tùm lum la hết sao? Mình anh ấy quậy mình cũng quậy. Trời ơi. Quan điểm gì đây hả? Thôi nói đừng bớt nhậu đi, nhậu không có tốt sức khỏe, nhậu quậy nữa rồi hai chồng nóng lên rồi hai người xỉn rồi nhậu quậy lên rồi cái sinh ra đủ thứ mệt lắm ha. Bớt đi, bớt nhậu đi nha. Rồi đó uống 6-7 chai uống chai thôi. Rồi bây giờ mình cho hai bạn nhậu trong tương lai gặp nhau đi anh. Rồi gặp nhau.
2 phút gặp nhau. Bắt đầu. Chào anh ạ. Chào em. Em thấy anh thế nào? Cũng được được. Có đẹp trai không em? Tạm tạm thôi. Tạm tạm thôi chứ không có đẹp trai. Thua anh Quyền Linh. Anh nói đùa thôi chứ anh biết ngoại hình anh thì cũng bình thường thôi. Dạ. Rồi nếu mà có dịp thì em có thể cùng đi uống cà phê hay là đi xem phim với anh không? Dạ có, welcome. Hoặc là cuối tuần nếu mà công việc áp lực quá thì mình có thể đi hoang với bạn bè hay là đi nhậu gì đó. Dạ cũng được, em thích cái đó đó. Anh cũng vậy. Anh có biết hát không? Có. Anh hát thử một câu đi ạ. Thì vậy anh xin hát một cái bài hát cách đây 2 năm là đang làm mưa làm gió cách đây 2 năm. Hát bảo luôn đi. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm, hỡi gì vậy? Hỡi đêm, hỡi em có hay mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài để mình ta với con tim khô cạn giá băng. Để bài hát là mưa lần gió, hát xong là hết mưa hết gió luôn. Rồi thôi, hết thời gian. May mắn lắm mới gặp cô gái xinh đẹp vậy nha. Rồi đặt tay ra sau thằng ghế đi. Rồi sau 3 tiếng đếm, nếu đồng ý hẹn hò thì nhấn nút, không đồng ý hẹn hò thì không nhấn nút. Mà tôi nghĩ chắc khỏi đếm quá. 1 2 2. Cái gì vậy, chưa mà. 3 Trời ơi, tôi mới đếm có 1 à, ổng nhấn nút rồi. Cặp cô gái này thì ai không nhấn, vấn đề là tại sao lại cô gái là nhấn rất là chậm. Đâu có đâu, cô gái nhấn đúng là tại cái này nhấn anh đếm tới 3 rồi nhưng mà vẫn chưa nhấn. Nhà phải đợi bạn nam nhấn trước ạ. Nếu bạn nam không nhấn thì sao? Mình nhấn. Câu này cũng rất là hay, rất bạn là nam hay. Nhấn mình cứ nhấn ha. Chúc mừng các bạn. Và bây giờ thì các bạn có thể nắm tay nhau để chúng ta cùng đến với vòng quay may mắn để nhận những phần quà từ nắm Toshiba. Đó, nắm tay nhau đi anh. Các bạn trẻ đang muốn tìm một nửa, hãy đến với Bạn Muốn Hẹn Hò và nhận được những giải thưởng quý giá của Toshiba khi tham gia chương trình. Không căn cứ vào kết quả các bạn có thành đôi hay không, chỉ cần các bạn tham gia chương trình, các bạn sẽ có cơ hội quay bánh xe may mắn để trúng một trong các giải thưởng đến từ Toshiba. Tủ lạnh Toshiba GRVKG66VDA, bay bổng cùng kiệt tác. TV LED Toshiba L4300 màn hình 50 inch, trải nghiệm kết nối đích thực. Máy giặt chuyển động trực tiếp FDD Inverter Toshiba AWDC1700W, sức mạnh tối ưu, vận hành êm ái. Hai cặp đôi ngày hôm nay họ đã chọn nhau. Bây giờ họ có thêm một những phần quà từ Toshiba với phần quay số may mắn. Xin mời cặp đầu tiên. 1, 2, 3. Quay gì mà yếu xìu hả? Đi tiếp, chúc mừng. Rồi, hai bạn. Mời hai bạn. Đó là giống nha, như bên đây nè. Chúc bạn may mắn, chúc bạn hạnh phúc. Như vậy là hai bạn sẽ nhận được 2 chiếc nồi cơm điện từ Toshiba. Từ mạnh mạnh á, tự nhiên xuống vừa vừa nó vậy đó, mạnh nữa là được rồi. Như vậy là chúng ta còn lại 2 bạn bước sâu vào vòng quay để nhận những phần quà từ Toshiba. Rồi bây giờ thì mời hai bạn lựa chọn cho những quà của mình. Mời bạn nữ trước tiên. Máy giặt. Xin mời bạn trai. Mình công an mình quay mạnh mạnh xíu nha em, thể hiện coi gì đâu mà quay yếu xìu à. Đó. TV.